những điều chưa biết về gối lượn sóng. Đây, trên tay người này là một cái gối cao su thiên nhiên lượn sóng. Với những dòng sản phẩm gối cao su lượn sóng này, nó sẽ giúp cho anh chị em nào mà đau cổ vai gáy, khó ngủ, thì nó sẽ cải thiện cho mình có một giấc ngủ ngon và ngủ sâu hơn, tuyệt vời hơn. Cái thứ hai nữa, những anh chị em nào nằm ngủ mà có tình trạng gáy và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác, thì những dòng sản phẩm gối cao su liền tư nhiên lượn sóng này, nó sẽ giúp mình có một, nó cải thiện cho mình một cái giấc ngủ ngon và ngủ sâu, xóa tan đi cái cơn ngáy ở trong cái giấc ngủ của mình, để cho mình có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu và người bên cạnh mình có một giấc ngủ hạnh phúc. Với thiết kế là từ mủ gây cao su thiên nhiên lúc hai mặt lỗ tròn thông hơi thoáng khí, những dòng gối này nằm xuống nó có đồ khi mình nằm xuống nó sẽ có sự êm dịu và thoát khí nhờ những cái lỗ tròn thông hơi thế này. Khi mình lăn đầu trở người thì có những luồng gió nó làm cho mình nó mát mẻ và thoải mái, và chiếc gối nó êm dịu thế này cho mình giấc ngủ nó ngon và ngủ sâu hơn này nhá. Và thành phần để sản xuất ra một cái gối cao su này thì làm 100% từ mủ cái cao su thiên nhiên tinh khiết, chính vì vậy nó rất là an toàn cho sức khỏe của mình và có mới mùi cao su hương nhẹ vani nhẹ giúp cho mình có một giấc ngủ ngon và ngủ sâu hơn, dễ đưa mình vào giấc ngủ hơn. Và điều đặc biệt ngày hôm nay ở đây em dành tặng cho mình một món quà tuyệt vời với sản phẩm gối cao su thiên nhiên lượn sóng cả nhà mình ngoài thị trường giá trên 300k, mình mới có thể sở hữu được một chiếc gối thế này. Riêng trong ngày hôm nay anh chị em nào đặt hàng bên em bấm vào cái màn hình, giá sản phẩm chỉ hơn 200k là mình có thể sở hữu cho mình một chiếc gối tuyệt vời này để dành tặng cho bản thân mình và tặng cho người yêu thương của mình nhá. Chỉ có trong video này anh chị em mình mới được cái giá hời như thế, và bấm ngay ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhá.